Các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga với tư cách là bốn chủ thể riêng biệt. Việc ký thỏa thuận là giai đoạn đầu tiên khi gia nhập. Sau đó, Tổng thống Nga phải nộp đơn lên Tòa án Hiến pháp để kiểm tra văn bản này về sự phù hợp với luật cơ bản. Nếu Tòa án Hiến pháp không tìm thấy vi phạm nào, Tổng thống sẽ gửi bản thỏa thuận tới Duma Quốc gia để phê chuẩn và đồng thời đưa ra luật Hiến pháp Liên bang về việc tiếp nhận các khu vực mới. Hai tài liệu này trong ba lần thảo luận sẽ phải được Duma Quốc gia thông qua, sau đó Hội đồng Liên bang sẽ phê chuẩn. Tiếp đó, chúng sẽ được Tổng thống Nga ký và công bố, có hiệu lực. Luật Hiến pháp về tiếp nhận cũng sẽ sửa đổi trong Điều 65 của Hiến pháp, trong đó xác định danh sách các chủ thể của Liên bang, tên của các khu vực mới được thêm vào đó. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết Hạ viện sẽ tổ chức cuộc họp bất thường vào ngày 3 tháng 10. Ngày hôm sau, 4 tháng 10, Hội đồng Liên bang sẽ họp theo lịch trình để thông qua các văn bản này. Các nước Liên minh châu Âu, G7, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và nhiều nước khác từ chối công nhận cuộc trưng cầu ý dân của các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Anh, Mỹ, Canada đã áp đặt các trừng phạt mới chống Nga. EU cũng đang đề xuất gói trừng phạt thứ 8, mà như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố, buộc Điện Kremlin phải trả giá vì làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine.